Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời tiết 12 giờ ngày 11 tháng 10. Thưa quý vị, theo dự báo từ ngày 11 đến 20 tháng 10, thì do ảnh hưởng của kỳ chiều cường, mực nước trên sông Cửu Long và sông Sài Gòn sẽ lên nhanh. Nguy cơ cao xảy ra tình trạng ngập úng ở các vùng trũng thấp, đặc biệt là trong khu vực nội thành thành phố Hồ Chí Minh. Trong đợt chiều cường này, thì mực nước cao nhất năm tại vùng đầu nguồn sông Cửu Long có khả năng lên sấp xỉ báo động 1 vào ngày 18 đến 20 tháng 10. Trên sông Tiền tại Tân Châu lên mức 3,3m, dưới báo động 1 0,2m. Trên sông Hậu tại Châu Đốc lên mức 2,8m, dưới báo động 1 0,2m. Trước tình hình đó, thì người dân tại những vùng trũng thấp cần chủ động lên kế hoạch ứng phó với ngập úng, tránh để xảy ra những trường hợp đáng tiếc. Trong 3 ngày tới, thì những cơn mưa dông tiếp tục xuất hiện nhiều tại khu vực Tây Nguyên cũng như là khu vực Nam Bộ. Thậm chí là từ ngày 13, quá trình hội tụ gió diễn ra mạnh mẽ hơn, nên nhiều nơi có khả năng đạt ngưỡng mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Người dân cũng cần đề phòng các hiện tượng nguy hiểm như dông sét, gió giật có thể xảy ra trong cơn dông. Ban ngày thì nắng vẫn có khả năng xuất hiện gián đoạn trên khu vực cùng nền nhiệt ổn định trong khoảng 27 đến 30 độ tại khu vực Tây Nguyên và 29 đến 32 độ tại Nam Bộ. Đến với khu vực Trung Bộ, dọc các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị hôm nay và ngày mai thời tiết phổ biến có mưa vài nơi vào chiều tối tại phía Nam khu vực. Còn ban ngày thì trời tạnh ráo hơn và có nắng gián đoạn, mức nhiệt cao nhất trưa chiều từ 30 đến 33 độ. Sau đó, từ ngày 13 thì do ảnh hưởng của rãnh áp thấp xu hướng hoạt động mạnh dần, kết hợp với nhiễu động trong đới gió đông trên cao nên tại đây trời sẽ nhiều mây hơn, xuất hiện mưa vừa đến mưa to và có nơi mưa rất to cùng với nền nhiệt độ giảm nhanh. Còn tại khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Thuận, trong 3 ngày tới tiếp tục có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 13 thì mưa sẽ có xu hướng tăng hơn do rãnh áp thấp hoạt động mạnh dần. Do đang là thời kỳ cao điểm của mùa mưa, lũ miền Trung nên là người dân trên khu vực này cũng cần hết sức lưu ý và có kế hoạch chủ động phòng chống để đảm bảo an toàn. Trong khi đó thì tại Bắc Bộ, những cơn mưa chỉ xuất hiện vài nơi ở khu vực phía Tây, còn các khu vực khác thì trời nhiều mây không mưa, nhiệt độ trưa chiều từ 29 đến 32 độ. Tuy nhiên, từ ngày 13 thì các tác nhân gây mưa hoạt động mạnh dần, khiến cho những cơn mưa rào và dông với lượng khá sẽ xuất hiện trở lại tại khu vực ven biển, sau đó là ở các tỉnh đồng bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội. Do có mưa nên nhiệt độ sẽ giảm xuống mức 27 đến 30 độ ở phía Đông Bắc Bộ, còn tại các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, mức nhiệt cao hơn khoảng 1 độ. Nhìn chung thời tiết sẽ chuyển mát mẻ trong những ngày tới trên toàn khu vực Bắc Bộ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết trong 3 ngày tới cho các khu vực trên cả nước. Thưa quý vị, tại phía Tây Bắc Bộ, trong 2 ngày tới mây thay đổi, có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ cao nhất ban trưa chạm ngưỡng 32 độ. Sang ngày 14, nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, tập trung ở phía đông nam khu vực, gió nhẹ, nhiệt độ giảm nhẹ khoảng 1 độ. Phía Đông Bắc Bộ, ngày mai mây thay đổi, phổ biến là không mưa và ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 32 độ. Sang 2 ngày tiếp theo thì trời sẽ nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, mưa tập trung tại vùng ven biển và đồng bằng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ giảm xuống mức 27 đến 30 độ. Đối với các tỉnh Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế, ngày 12 mây thay đổi, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm mưa dông tăng dưới diện rải rác, gió nhẹ và nhiệt độ từ 30 đến 33 độ. Sang đến ngày 13 và ngày 14, nhiều mây, có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to, đề phòng có gió giật mạnh trong cơn dông, nhiệt độ giảm xuống 27 đến 29 độ trong ngày 14. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, 3 ngày tới nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, trong đó có ngày 13 và ngày 14 có mưa vừa, có nơi mưa to và dông, đề phòng có gió giật mạnh trong cơn dông, nhiệt độ từ 29 đến 32 độ. Trở vào Tây Nguyên thì từ ngày 12 đến ngày 14 nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông, nhiệt độ từ 27 đến 30 độ. Đến với khu vực Nam Bộ, trong 3 ngày tới trời sẽ nhiều mây, có mưa, có nơi mưa vừa đến mưa to và dông, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, đề phòng gió giật mạnh trong cơn dông và khả năng ngập úng tại những vùng trũng thấp, nhiệt độ từ 29 đến 32 độ. Thủ đô Hà Nội, ngày mai mây thay đổi phổ biến không mưa ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 29 đến 32 độ. Sang 2 ngày tiếp theo, nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ giảm xuống mức 27 đến 30 độ. Trên biển, khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa có mưa dông rải rác, đặc biệt lưu ý gió Đông Bắc đến Đông sẽ tăng cường,
gây biển động và sóng cao không an toàn cho các hoạt động hàng hải. Trong khi đó, thì do hoạt động của gió mùa Tây Nam mạnh cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, nên khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả quần đảo Trường Sa, tiếp tục có mưa rông mạnh, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét nên gây trở ngại cho lưu thông của tàu thuyền. Bản tin thời tiết xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!